Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các con đã quay trở lại với tiết học toán cùng với cô Giang. Và để bắt đầu một tiết học mới, như thường lệ, các con hãy chuẩn bị cho cô bút, giấy nháp và vở ghi. Bây giờ cô sẽ dành cho các con một phút để chuẩn bị những đồ dùng học tập này nào. Ở những tiết học ngày hôm trước thì chúng mình đã được học rất nhiều về phép tính chia mà liên quan đến số thập phân, phải không nào? Các con thấy khi cô đã nói rồi là ở số thập phân thì phép tính chia là phép tính phức tạp và dễ nhầm lẫn nhất. Vì vậy là có rất nhiều bài toán liên quan đến phép tính chia mà liên quan đến số thập phân. Như là chúng mình đã được học này, chia một số thập phân cho một số tự nhiên, chia một số thập phân với 10, 100, 1000, chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Và bài học ngày hôm nay thì chúng mình lại tiếp tục được học về phép tính chia số thập phân. Đó chính là bài chia một số thập phân cho một số thập phân. Và chia một số thập phân cho một số thập phân cũng chính là dạng toán cuối cùng về phép tính chia của số thập phân rồi. Ở bài học này thì chúng mình sẽ có những kiến thức trọng tâm như sau. Một là biết chia một số thập phân cho một số thập phân. Hai, giải những bài toán liên quan đến chia một số thập phân cho một số thập phân. Đầu tiên, để biết được cách chia một số thập phân cho một số thập phân, chúng mình cùng tìm hiểu ví dụ của cô nhé. Ví dụ 1 của cô như sau. Một thanh sắt dài 6,2 decimet, cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1 decimet của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu kg? Vậy là một thanh sắt cân nặng 6,2 decimet thì cân nặng là 23,56 kg. Hỏi 1 decimet của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu kg? Thì đây là dạng toán gì á con? À, đây là dạng toán rút về đơn vị. Vậy muốn tìm xem là 1 decimet của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu kg thì chúng mình cần phải thực hiện phép tính chia. Lấy 23,56 chia cho 6,2 kg. Và để thực hiện phép tính chia này như thế nào thì chúng mình sẽ biến đổi nhé. Ta có này, 23,56 chia cho 6,2 thì cô sẽ nhân cả số bị chia, cả số chia với 10, ra được kết quả bằng đây, 23,56 nhân với 10 chia cho 6,2 nhân với 10. Chúng mình đã được học là khi nhân cả số bị chia, cả số chia với cùng một số tự nhiên khác không thì thường không thay đổi. Vì vậy, ở đây cô đã nhân cả số chia, số bị chia và số chia với 10 bằng 23,56 chia cho 6,2 sẽ bằng 235,6 chia cho, cô xin lỗi, 6,2 nhân với 10 thì bằng 62. Bỏ số phẩy này đi. Bây giờ chúng mình cùng thực hiện phép tính chia 235,6 chia cho 6,2 nhé. Ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng mình đặt tính này. Cô sẽ đặt tính lấy 23,56 chia cho 6,2 này. Các con nhìn cách làm của cô nhé. Đầu tiên cô nhận xét thấy số chia là 6,2 có một chữ số ở phần thập phân. Vì vậy cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy, cô sẽ nhân cái số bị chia này với 10. Khi nhân với 10 thì đồng thời có nghĩa là cô chỉ cần phải dịch chuyển dấu phẩy này sang bên phải một chữ số. Vậy là cô sẽ dịch chuyển sang đây. Dấu phẩy này bỏ đi, dấu phẩy này đã được dịch chuyển sang đây rồi. Sau khi dịch chuyển dấu phẩy ở số bị chia, cô sẽ bỏ dấu phẩy của số chia đi. Vậy cô sẽ được phép tính là 235,6 chia cho 62. Số thập phân chia cho số tự nhiên các con đã được học rồi. Bây giờ chúng mình cùng thực hiện phép tính chia này nhé. 23 không chia 62, cô lấy 235 chia cho 62 được kết quả bằng 5. À, cô xin lỗi, được kết quả bằng 3. Cô viết 3. 3 nhân 2 bằng 6. 3 nhân 2 bằng 6 này. Viết 6, 3 nhân 3 bằng 18, viết 18. 235 trừ đi 186, 15 trừ 6 được 9, viết 9 nhớ 1, 8 nhớ 1 bằng 9, 13 trừ 9 bằng 4, viết 4.
nhớ 1 nhớ 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, hết. Vậy là 235 trừ 186 bằng 49. Cô viết 49 ở đây. Bây giờ cô sẽ tiếp tục hạ thêm số 6 để chia. Trước khi hạ thêm số 6 để chia thì chúng mình cần phải đặt dấu phẩy ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì số 6 này thuộc phần thập phân. 496 chia cho 62 sẽ ra được kết quả bằng 8. 8 x 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 8 x 6 bằng 48, nhớ thêm 1 bằng 49. Vậy 8 x 62 bằng 496. 496 trừ 496 được không? Cô viết không? Vậy cô đã thực hiện phép tính chia 23,56 chia cho 6,2 để ra được kết quả bằng 3,8. Một lần nữa các con nhìn lại cách thực hiện của cô nhé. Đầu tiên là cô thấy phần thập phân của số 6,2 có một chữ số. Vì vậy cô chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số, được số 235,6. Sau đó thì cô sẽ bỏ dấu phẩy ở số chia đi là số 6,2, được kết quả bằng 62. Lúc này cô sẽ thực hiện phép tính chia 235,6 chia cho 62 để được kết quả cuối cùng. Khi chia một số thập phân cho một số tự nhiên thì chúng mình đã được học rồi. Vậy 23,56 chia cho 6,2 được bằng kết quả bằng 3,8 kg. Vậy là 1 decimet của thanh sắt đó thì sẽ cân nặng 3,8 kg. Vậy là qua phần ví dụ này thì chúng mình đã được hiểu được cách thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân. Chúng mình đã làm như thế nào? Chúng mình đã phải biến đổi sao cho để biến đổi về dạng chia một số thập phân cho một số tự nhiên, phải không nào? Để tìm hiểu kỹ hơn về cách chia một số thập phân cho một số thập phân, chúng mình cùng chuyển sang ví dụ thứ hai của cô nhé. Ví dụ thứ hai của chúng mình là cần phải thực hiện phép tính chia 82,55 chia cho 1,27. Đầu tiên thì chúng mình cũng sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng mình đặt tính nhé. 82,55 chia cho 1,27. Chúng mình sẽ làm này. Đầu tiên nhá, cô nhận xét cô thấy này, cả số bị chia và số chia đều có hai chữ số ở phần thập phân. Vì vậy cô có thể hoàn toàn bỏ luôn đi chữ dấu phẩy. Bởi vì cả số bị chia và số chia đều có hai chữ số ở phần thập phân nên cô bỏ dấu phẩy đi để cô chia. Vì sao như vậy? Bởi vì cô sẽ nhân cả số bị chia, cả số chia với 100. Khi cô nhân với 100 thì dấu phẩy dịch chuyển sang bên này và sang bên này là ở tận cùng thì coi như là bỏ đi. Vì vậy là khi cô nhận thấy cả số bị chia và số chia đều có cùng một chữ số, số chữ số là hai chữ số sau dấu phẩy. Vì vậy cô bỏ luôn dấu phẩy đi để cô thực hiện phép tính chia. Chia số tự nhiên cho số tự nhiên là 8.255 chia cho 127. Bây giờ chúng mình cũng thực hiện với cô nào. Con nhận xét này, cô thấy phần thập phân của hai số này đều có hai chữ số. Vì vậy cô bỏ chữ số dấu phẩy đi, được số 8.255 chia cho 127. 825 chia cho 127 thì được kết quả bằng 7. 7 đúng không? 7 x 7 bằng không phải. Không được 7 đâu, chỉ được 6 thôi. Nào. 825 chia cho 127 chỉ được 6 thôi. 6 x 7 bằng bao nhiêu? 6 x 7 bằng 42, viết 2 nhớ 4 này. 6 x 2 bằng 12, nhớ 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 6 x 1 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. 825 trừ đi 762, 5 trừ 2 được 3, viết 3 này. 12 trừ 6 được 6, viết 6 nhớ 1. 7 nhớ 1 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. Vậy là 825 trừ 762 được 63. Cô viết 63 này. Sau đó thì cô sẽ viết hạ thêm số 5 xuống để tiếp tục chia.
bằng 635 chia cho 127. 635 chia cho 127 ra được kết quả bằng 5. 5 x 7 bằng 35, viết 5 nhớ 3. 5 x 2 bằng 10, nhớ 3 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 5 x 1 bằng 5, nhớ 1 bằng 6. Vậy là 5 x 127 bằng 635. 635 trừ 635 hết bằng 0. Vậy là 8255 chia cho 127 ra được kết quả bằng 65, hay 82,55 chia cho 1,27 ra được kết quả bằng 65. Từ đây, từ hai ví dụ 1 và ví dụ 2 thì chúng mình có thể rút ra được kết luận về cách thực hiện phép tính chia một số thập phân cho một số thập phân như sau. Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau. Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Ví dụ như ở đây cô đếm ở số chia có 2 chữ số sau dấu phẩy. Vì vậy cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số, là dịch chuyển sang đây là coi như là hết. Sau khi dịch chuyển xong thì chúng mình thực hiện phép tính gạch đi dấu phẩy ở số chia và bỏ đi dấu phẩy ở số chia, rồi thực hiện phép tính chia như chia số tự nhiên, như chia một số tự nhiên cho số tự nhiên hoặc chia số thập phân cho số tự nhiên. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong hai ví dụ và rút ra được cách thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân. Với thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân thì chúng mình thấy có điểm giống nhau khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân, đó là gì? Khi chia mà số chia là số thập phân thì chúng mình cần phải đếm xem ở số chia có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân, thì chúng mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Với số tự nhiên chúng mình cũng hiểu như vậy thôi, chúng mình dịch chuyển sang bên phải thì nếu mà không có chữ số để dịch chuyển thì chúng mình sẽ thêm chữ số 0 vào. Vậy là cả chung quy lại thì cách chia số tự nhiên cho số thập phân hay cách chia số thập phân cho số thập phân thì đều là như vậy, đều là phải đếm dấu phẩy ở đếm số chữ số đằng sau dấu phẩy ở số chia và dịch chuyển dấu phẩy ở số bị chia. Rồi bây giờ để có thể tìm hiểu kỹ hơn về cách chia một số thập phân cho một số thập phân, chúng mình cùng chuyển sang phần luyện tập nhé. Bài tập 1 của chúng mình có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính và yêu cầu thứ hai là tính. Với bài tập 1 thì cô đã đặt tính sẵn cho các con rồi. Bây giờ cô sẽ làm mẫu một câu và các con sẽ tự mình làm những câu còn lại nhé. Rồi cô sẽ làm mẫu câu cuối cùng nhé. 17,4 chia cho 1,45. Cô nhận xét số chia là 1,45, có 2 chữ số đằng sau dấu phẩy. Vì vậy cô sẽ dịch chuyển số bị chia sang bên phải 2 chữ số, dịch chuyển dấu phẩy. Ở đây chỉ có một chữ số thôi, vì vậy chúng mình sẽ thêm chữ số 0 để dịch chuyển. Vậy là dịch chuyển từ đây sang đây thì là ở tận cùng rồi, thì mình không viết dấu phẩy nữa, mình bỏ dấu phẩy đây đi. Đồng thời chúng mình cũng sẽ bỏ dấu phẩy ở số chia đi. Ra được kết quả bằng 1740 chia cho 145. Bây giờ 174 chia cho 145 thì bằng 1, viết 1. 1 nhân với 145 thì bằng 145. 174 trừ 145 này, 14 trừ 5 được 9, viết 9 nhớ 1. 4 nhớ 1 bằng 5, 7 trừ 5 bằng 2, 29. Cô hạ 0 bằng 290. 290 chia cho 145 ra được kết quả bằng 2, cô viết 2. 2 nhân với 145 bằng 290. 290 trừ 290 là hết. Vậy là 17,4 chia cho 1,45 ra được kết quả bằng 12. Những câu còn lại thì cô tin chắc là các con có thể vận dụng hoàn toàn những kiến thức vừa học để có thể làm những bài tập này. Trước khi làm bài tập 1, các con lưu ý là viết tên bài học của ngày hôm nay là chia một số thập phân cho một số thập phân. Làm bài tập 1 và viết A, B, C, D. Với câu D cô đã chữa rồi thì các con có thể tự mình làm hoặc chép lại phần cô đã chữa vào vở nhé. Bây giờ cô mời các con làm bài tập 1 vào vở nào. Các con theo dõi lên bảng xem cô chữa bài này. Phép tính ở câu A, 5,8 có một chữ số đằng sau dấu phẩy hay là một chữ số ở phần thập phân. Vì vậy cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số.
là dịch chuyển sang đây, bỏ dấu phẩy ban đầu đi. Dấu phẩy ở số chia cô cũng bỏ đi, bằng 197,2 chia cho 58. 197 chia cho 58 được 3, cô viết 3. 3 x 8, 3 x 58, 3 x 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 5 bằng 10, bằng 15, nhớ 2 bằng 17. 197 trừ 174 ra được kết quả bằng 23. Cô hạ 2, tuy nhiên 2 ở thuộc phần thập phân, vì vậy cô phải đặt dấu phẩy ở thương đã rồi cô mới hạ 2. 232 chia cho 58 sẽ được kết quả bằng 4. 4 x 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 4 x 5 bằng 20, nhớ 3 bằng 23. Vậy 4 x 58 bằng 232. 232 trừ 232 bằng 0, viết 0. Vậy là 19,72 chia cho 5,8 bằng 3,4 dư 0. Đến với câu B nào. Cô B nhá, số chia cũng có một chữ số ở phần thập phân, vì vậy cô dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. Đây, cô bỏ dấu phẩy ban đầu đi và bỏ dấu phẩy ở số chia đi. 82 chia 52 được 1, viết 1. 1 x 52 được 52, 82 trừ 52 bằng 30. 30 là số dư, cô lại lấy tiếp số 1 để cô chia. Số 1 thuộc phần thập phân, vì vậy cô phải đặt dấu phẩy ở thương, viết 1. 301 chia cho 52 sẽ được 5. 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 x 5 bằng 25 bằng 250. 301 trừ 250 bằng 51. Cô viết 51. Hạ 6. 512 chia cho 52 được kết quả bằng 9. 9 x 2 18, viết 8 nhớ 1 này. 9 x 5 45, nhớ 1 bằng 46. 516 trừ 468 ra được kết quả bằng 48. 48 này. Cô tiếp tục hạ 0. 48 480 chia cho 52 được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? 480 chia cho 52 được kết quả bằng 9. 9 x 52 bằng 468. 480 trừ 468 bằng 12. 12. Rồi, vậy là cô sẽ dừng lại ở đây. Cô không chia nữa, bởi vì khi chia nữa thì cũng sẽ không tìm được số tận cùng. Các con thử xem có đúng như vậy hay không nhá. Bây giờ, vậy là 8,216 chia cho 5,2 được kết quả bằng 1,599 và dư 12. Dư 12 đúng không các con? Dư 12 là không đúng nhá. Các con nhìn thấy ở đây, 12 nằm ở đâu? 12 nằm ở đây. Đây, ở đây là phần 10 này. Vậy là đây mới là phần nguyên này, bằng 0,012. Dư 0,012. Có đúng hay không? Chúng mình nhìn nhá. 12 nằm ở đây đúng không? Ở đây thì chắc chắn sẽ có một số 0 nữa này. Phẩy này, 0 này, vậy là 0,012. Để kiểm chứng xem có đúng không thì chúng mình sẽ lấy 1,599 nhân với 5,2, sau đó cộng với 0,012 xem có ra bằng 8,216 không nhá. Giờ chúng mình cùng chuyển sang câu B này. Câu B thì số chia là 5,2, cũng có một chữ số sau dấu phẩy, vì vậy cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số, vậy dấu phẩy sẽ nằm ở đây và cô bỏ dấu phẩy này đi. 82 chia 52 được 1, viết 1. 1 x 52 được 52, dư 30, viết 0. Trước khi cô hạ số 1 này xuống để chia thì cô phải đặt dấu phẩy ở đây. 301 chia 52 ra được kết quả bằng 5. 5 x 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1.
5 x 5 bằng 25, nhớ thêm 1 bằng 26. Vậy 301 trừ 26 ra được kết quả bằng 41. Tiếp tục câu hạ 6. 416 chia cho 52 được 8. 8 x 52 bằng 416. 416 trừ 416 là hết, biết không? Vậy là 8,216 chia 52 ra được kết quả bằng 1,58. Câu C nào. 12,88 chia cho 0,25. Ở đây cô thấy cả số bị chia và số chia đều có hai chữ số ở phần thập phân, nên cô bỏ đi luôn để cô thực hiện phép tính chia. Bằng 1,288 chia cho 25. 128 chia cho 1 chia cho 25 ra được kết quả bằng 5. Cô viết 5. 5 x 25 bằng 125. 128 trừ 125 bằng 3. Viết 3. Hạ 8, 38 chia cho 35, chia cho 25 được 1, viết 1. 1 x 25 bằng 25, 38 trừ 25 bằng 13. 13 là số dư, cô tiếp tục hạ thêm số 0 để chia. Khi hạ thêm số 0 để chia thì chúng mình cần phải đặt dấu phẩy. 130 chia cho 25 thì được kết quả bằng 5. 5 x 25 bằng 125, 130 trừ 125 bằng 5. Viết 5, cô hạ thêm số 0. 50 chia cho 25 được 2, viết 2. 2 x 25 bằng 50, 50 trừ 50 bằng 0, viết 0. Vậy là 12,88 chia cho 0,25 bằng 51,52. Vậy là cô đã chữa xong cả 4 phần A, B, C, D. Vậy ở dưới lớp có bạn nào làm đúng cả 3 câu sau không nào? Cô chúc mừng những bạn đã làm đúng tất cả những câu này nhé. Phép tính chia số thập phân cho số thập phân khá là phức tạp, vì vậy các con cần phải thực hiện thật kỹ, thật chậm rãi để cho đúng nhé. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 2 nào. Bài 2 là một bài giải toán có lời văn. Các con đọc thầm yêu cầu bài tập 2 với cô nhé. Biết 4,5 lít dầu cân nặng 3,42 kg. Hỏi 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg? Đây là bài toán gì á con? Để biết bài toán gì thì chúng mình cùng nhau tóm tắt đã nhé. Đầu tiên này, 4,5 lít dầu thì nặng 3,42 kg. Hỏi 8 lít dầu nặng bao nhiêu kg? Đọc bài toán này thì chúng mình nhận ra luôn, đây là dạng toán rút về đơn vị. Với dạng toán rút về đơn vị thì đầu tiên chúng mình cần phải thực hiện phép tính gì á con? Chúng mình cần phải thực hiện phép tính chia. Chúng mình sẽ lấy 3,42 chia cho 4,5 lít để tìm ra xem là 1 lít dầu thì sẽ cân nặng bao nhiêu kg. Sau khi tìm ra được 1 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg rồi, chúng mình sẽ thực hiện phép tính nhân. Chúng mình nhân với 8 để xem là 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg. Vậy là cô đã hướng dẫn xong các con cách thực hiện bài tập này thông qua hai bước. Bước 1 là tìm 1 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg. Bước thứ 2 là tìm 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg. Giờ các con hãy lấy vở ra và làm bài tập 2 vào vở nhé. Rồi bây giờ cô sẽ chữa bài tập 2 cùng với các con nào. Đầu tiên chúng mình cần phải tìm 1 lít dầu nặng số kg là 3,42 chia cho 4,5 bằng 0,76 kg. Sau khi tìm được 1 lít dầu rồi thì sẽ tìm 8 lít dầu nặng số kg là, lấy khối lượng của 1 lít dầu là 0,76 nhân với 8, được kết quả bằng 6,08 kg, và đáp số 6,08 kg. Ở dưới lớp thì có bạn nào làm ra kết quả giống với cô không? Cô chúc mừng những bạn ra được kết quả giống với cô nhé. Đây là một kết quả chính xác đấy. Vậy là với bài tập 2, chúng mình đã được luyện tập cách chia một số thập phân với một số thập phân, cũng như là ôn tập lại cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên thông qua bài toán rút về đơn vị. Rồi bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 tiếp tục là một bài giải toán có lời văn. Các con lại đọc thầm yêu cầu bài tập 3 với cô nhé. May mỗi bộ quần áo hết 2,8 mét vải. Hỏi có 429 mét vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế, và còn thừa mấy mét vải?
Vậy là đầu tiên này, chúng mình cùng tóm tắt nhá. May một bộ quần áo, chúng mình tóm tắt thông qua với cô này. May một bộ quần áo này, mỗi bộ quần áo này hết 2,8 mét vải và họ có 429,5 mét vải thì sẽ may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải. Vậy nhìn vào bài toán này thì chúng mình cũng biết là chúng mình cần phải thực hiện phép tính gì á con? À, chúng mình cần phải thực hiện phép tính chia. Chúng mình sẽ lấy 429,5 chia cho 2,8 để ra được kết quả. Thương của phép tính chia này sẽ là số lượng bộ quần áo may được. Và họ hỏi là còn thừa mấy mét vải. Vậy chứng tỏ rằng là sẽ có số dư phải không nào? Vậy chúng mình đầu tiên chúng mình sẽ thực hiện phép tính chia 429,5 chia cho 2,8 nhé. Các con thực hiện với cô này. 429,5 chia cho 2,8. Rồi, 429,5 chia cho 2,8. Đầu tiên thì cả số bị chia và số chia đều có một chữ số ở phần thập phân nên cô có thể bỏ luôn dấu phẩy đi. Bằng 4295 chia cho 28. Các con thực hiện chia với cô. 42 chia cho 28 được 1, viết 1. 1 nhân 28 bằng 28. 42 trừ 28 bằng 14. Viết 14. Hạ 9. 149 chia cho 28 ra được kết quả bằng 5. Cô viết 5. 5 x 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 5 x 2 bằng 10, nhớ 4 bằng 14. 5 x 28 bằng 140. 149 trừ 140 ra được kết quả bằng 9. Hạ 5. 95 chia cho 28 ra được kết quả bằng 3. Cô viết 3. 3 x 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 2 bằng 6, nhớ 2 bằng 8, 84. 95 trừ 84 được 11. Vậy là Thương ở đây sẽ tìm được kết quả bằng 153. Các con nhìn thấy tại sao dư 11 ở đây mà cô không hạ thêm số 0 để chia hả con? Bởi vì họ hỏi là may được bao nhiêu bộ quần áo. Bao nhiêu bộ quần áo thì chúng mình chỉ cần tìm đến số tự nhiên thôi. Chúng mình sẽ không tìm đến cái phần thập phân bởi vì không có 2,5 bộ quần áo hay là 3,5 bộ quần áo, 3,15 bộ quần áo mà chỉ có 2 hoặc 3 bộ quần áo. Vì vậy cô sẽ dừng lại ở phần nguyên. Ở đây thì sẽ là ra được Thương bằng 135. Và dư bao nhiêu hả con? Theo con là dư bao nhiêu? Ở đây là dư 11 à? Đúng không? Dư 11 mét vải có đúng hay không? Dư 11 mét vải là chưa đúng. Bởi vì sao? Thứ nhất nhá, chúng mình nhận thấy đây, 11 thì lớn hơn so với 2,8. 2,8. Vì vậy số dư không bao giờ lớn hơn số chia phải không nào? Vì vậy dư 11 là sai. Thứ hai là chúng mình nhìn ở đây, 11 ở đây là khi thực hiện phép tính chia nhá, chúng mình đã bỏ dấu phẩy đi để chia rồi. Nhưng nếu mà không bỏ dấu phẩy thì chúng mình nhìn thấy số 1 ở đây nằm ở phần nào? À, số 1 ở đây sẽ nằm ở phần thập phân. Vì vậy 11 ở đây thực chất là dư 1,1. Các con nhìn này, đúng không? Vậy là dư 1,1. Vậy là ta sẽ có phép tính 429,5 chia cho 2,8 ra được kết quả bằng 153 và dư 1,1. Để kiểm chứng xem dư 1,1 có đúng hay không thì chúng mình cùng thực hiện nhân lại là nhân lấy 153 nhân với 2,8 rồi cộng với 1,1 xem ra kết quả bằng bao nhiêu, xem ra có đúng kết quả bằng 429,5 hay không. Và cô tin chắc rằng là khi các con thực hiện nhân và nhân số thương với số chia rồi cộng với số dư chắc chắn sẽ ra bằng 429,5. Muốn kiểm chứng xem có đúng hay không thì các con tự mình tính xem có đúng hay không nhé. Từ phép tính này thì chúng mình có nhận xét như sau. Ta có phép chia 429,5 chia cho 2,8 bằng 153.
Dư. Dư bao nhiêu hả con? Dư 1,1. Vì vậy 429,5 mét vải may được nhiều nhất 153 bộ quần áo và dư 1,1 mét vải. Bây giờ chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Bài tập số 3 thì đã ôn giúp chúng mình luyện tập lại cách chia một số thập phân cho một số thập phân. Đặc biệt với bài tập này thì phép chia này là phép chia có dư. Với phép chia có dư ở số thập phân thì chúng mình cần phải để ý xem cái số dư nó sẽ nằm ở phần nào. Ví dụ ở đây cô thấy nhá, số 11 này thì có số 1 này sẽ nằm ở phần thập phân, bởi vì dấu phẩy đã đang ở đây đúng không? Chẳng qua là chúng mình bỏ dấu phẩy đi để chúng mình thực hiện phép tính chia thôi. Còn nếu không bỏ dấu phẩy đi thì rõ ràng số 1 này nằm hẳn ở bên phần thập phân, còn số 1 này nằm ở phần nguyên. Vì vậy chúng mình viết dấu phẩy thẳng xuống bằng 1,1. Và để kiểm tra xem có đúng hay không thì chúng mình làm ngược lại. Làm ngược lại bằng cách lấy thương nhân với số chia cộng với số dư để xem có bằng số bị chia không. Rồi, vậy là bài tập 3 cũng đã kết thúc tiết học ngày hôm nay. Qua tiết học ngày hôm nay thì chúng mình đã được học cách chia cuối cùng, đó chính là chia số thập phân cho số thập phân. Với cách chia số thập phân cho số thập phân thì bước quan trọng của chúng mình đó chính là bước đếm chữ số ở phần thập phân của số chia và dịch chuyển dấu phẩy ở số bị chia. Và cuối cùng là thực hiện như thông thường. Điểm đặc biệt lưu ý là chúng mình cần phải xác định rõ được rằng số dư nằm ở phần phía bên nào, phần nguyên hay phần thập phân các con nhé. Về nhà thì cô mong rằng các con sẽ ôn tập thật kỹ cách chia số thập phân cho số thập phân, cũng như là tất cả các cách chia, ví dụ nhà chia số tự nhiên cho số thập phân cho số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương là số thập phân, hay cách chia số thập phân cho số thập phân. Cô chúc rằng các con sẽ có thêm thật nhiều bài học thật vui và bổ ích. Cô chào tất cả các con. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.